Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Đây là Tân đi chợ ngày 14 tháng 6. Giá rẻ thì cũng được. Dạ. 20 con là 299. Anh bán con trâu 299 mà cái bả trái chợ bả không biết đâu. Tôi bán cho em đó. Bọn trái chợ bả mình bán. Bán chú lớn cũng có. Đây là có hai cái 30 con nhiêu? 30 con. 30 con nhiêu? 30 á. Đá 30 rồi. Ờ. Này có 2 kg tôm gà ghẻ quá nha. Tôm bự ghê luôn. 2 kg lớn 20 con với 2 kg này. 2 kg. 2 kg 4 kg. Nay nhiêu à? Hả? Đâu đồ đẹp đâu mà cái này lựa hết rồi. Dưới còn không? Gụng que cũng càng như vậy. Thấy đầu đẹp đẹp chứ. Lấy luôn hả? Lấy luôn ấm quá ha. Nay nó chỉ được 5 lần. Mẹ không có được lấy không vậy? Ủa, mới nhìn thấy anh mua cái này. Hả? Cái này giòn mà, mới mà. Cái đầu có đầu loại đầu kia, đầu này đầu bạch tuộc bông. Không đâu, đầu nướng mà. Đầu bông, đầu sọc. Đầu mà phải luôn. Không có đầu trắng kia. Mấy 7 kg rồi. Mấy hồng mấy anh? Bọc một à. Em 5 kg sa ba xịn nè. 5 kg sa ba. Cái này có cái lượng cá hồi không? Hả? Lượng cá hồi có không? Không. Lấy 5 cái sa ba xịn. Rồi lấy gì à? Sa ba. Sa ba 90.000 cô chú anh chị. Có giá đó, sa ba xịn, cái sa ba nó ăn béo lắm luôn. Muốn đi đâu rồi? Cái có hai khúc mình cá lóc bông với con 2 kg đi. À. Cá lóc bông khúc mình thì 120 của chú anh chị bỏ đầu. Bỏ đầu là 120. Còn nguyên con hình như là 85.000. Cái phi lê không dài nó cũng vậy thôi. 145.000. Cái gì? Đẹp không? Ừ. Có ai dặn cá này cá đẹp quá ha, cá gì quên tên nó hoài lâu lâu không tía. Lấy cho anh 2 cái gì ạ? À? Cá ngừ nữa nè. Cá gì bao nhiêu? Bữa nay nhiêu rồi chị Thành? 80 hả? Ngoài cái người bò đi. Con được 2 kg không mày? Lấy 3 con là 6 kg à? Đó là hả, còn có 3 con hả? Còn nhóc đó. Ừ. Nó hơn xíu cũng đâu sao.
Cá nãy 2,6 kg hả? Giá nhiêu anh? Cái gì ạ? Cái gì à? 130. Mấy ký? 6,3 kg. 29 hả? Ghê vậy. Ống gà mắc quá trời mắc luôn. 290 ngàn là ống 3 con 1 ký. Gà nó không có nước ống, ống mắc dữ lắm. Nhỏ nhỏ vậy là bao nhiêu? Con 27. Không có con lá nào luôn hả? Mấy con lá nữa. Cái lá nhỏ, lá 4 con. Mấy con lá đẹp không em? Ổng có gà mắt lắm cô chú anh chị ơi, mà khi nó không có ống ở bên này sao có nè. Em 9,300 ngàn không, 3 con 1 ký. Chợ lúc này mực mắc lắm luôn. Gần cả tháng nay là hình như là không có mực. Quá trời đồ luôn, thấy có gì đây mà mua. Sóc vàng. Sóc này dao động 120, 130 vậy. Hả? Vàng lên giá. Coi mua gì đây. Cá bán nữa. Hả? Bị gói vậy lớn nhất tại để chạy trong nhà. Cá vàng giá nhiêu ạ? Con nào xung xung nhỏ rồi cá leo lên đây hả? Nhiều cậu cụ rồi. Con bụng nhỏ nhỏ rồi. Đâu có bụng không? Hai đứa con bằng dưới đẹp không? Để đỡ luôn nha chú ơi. Trời nó có trứng gì nữa không? Không trứng. Nó có trứng đâu? Này có trứng con kia đây. Con nào? Con kia đây. Mày thấy bụng bự không? Đâu có bụng đâu. Mày có bốn tí không? Con này có bốn tí không? Đó đó đó. Hay không hay? Căn để khô đi, lát chị cũng qua lấy nha. Cái con này nó bị hơn. Cái đâu có trứng đâu mà. Trời ơi, có trứng. Trứng đâu? Trứng nha. Trứng đâu? Thôi lấy con nhỏ đi cậu. Con bụng mấy con này trứng nó không có bự, bụng bự. Chuyện mấy con này cái trứng nó ôm trong không có biết. Cái trứng. Bà không chịu cái trứng mà đầu cái đập. Lượng lớn nhiêu anh? Lượng lớn này nhiêu? Dữ à? Có lượng nhỏ 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 hơn không? Trăm tám lần hả? Có bớt không? Lượng này bự xịn quá trời luôn. Dạ. Lượng này lượng bự. Không dụng cái ra. Tới 18 lần cái lượng này lần mà loại 130 là nó hết rồi, không có hàng nữa. Lấy cho 4 ký đi, lấy chị xe kéo ra qua lấy cho. Lượng. Tân. Này có gì đó hả? Không lỗi, không bảy không có sao, bóng sao luôn rồi.
anh là chỉ có miếng giá thôi. Bây giờ 101 hả? Là lâu. Chờ lên cho 500 ngàn cũng giá đó nè. Anh tôi bi luôn à. Lên cũng tính giá đó mà. Tụt cũng tính giá đó nè. Có ai còn chờ tính giá đó chửi à. Dạ em đổ ra em làm luôn nè. Đổ ra lựa đi. Xà lông tháng này mập dữ lắm nha cô chú anh chị, mập tới tới vỏ luôn á. Mập mà. Tháng này mập ghê luôn. Mập ghê. Cái ba chục ký hả? Ừ. Có hai cái nghêu cồ nha. Cái con ngao không có rồi. Nè, anh tự tin nè, lựa chắc trước nè. Lựa đi. 3 ký. Rồi tự đổ vô bọc luôn đi. Đổ vô luôn, ba, đổ vô luôn. Thấy bự gì đâu ta. Ờ nó lông vậy thôi chứ không đòi nữa anh. Anh đòi lông đại dương á. Lông xanh á. Lông nó giỏi về cùi à. Ờ lông xanh giỏi về cùi mà lông nhát à. Mà nó có nhiệt điểm là biết gì không? Dạ. Mạnh. Tới 2 ngàn mà ngồi. Có vậy mà. Rồi nó 3 ký này đấy. Mở như anh Toàn. Mở là tính mì 201 rồi. Lâm bự. Lâm bự. Lâm bự á. 2 ký à. 2 ký à. Rồi. Lộc bự nó 2 ký à. Làm bọc. Bắt vô đây luôn. Kia bọc ký mình con. Ờ bọc ký. Rồi. 2 bắt ký. Bắt đó. Rồi. Phải lợi bự vô. Mở luôn gà ghẻ coi chứ gì anh. Hôm qua ghẻ đó. Nay mắc lại. Nay mắc lại hả? 1 triệu à. Hôm qua không. Đây đâu ngày. Cái giá này cũng không mắc nữa. Đó rồi, có khi nó lên 3-7 ký á. Ừ, nó là nó lên 350, 360 mà không có bán. Tại nó vô, nó vô mùa đó. Nhưng mà mỗi ngày mỗi nó lên giá lại rồi. Đâu hết lại rồi. Đồ bây giờ đâu có nhiều đâu, đồ chợ bên đây nó bán đâu nhiều. Mai xanh nhắc mắt hả? Mai xanh đó, mai xanh nhỏ đó, 101 đó. Nhỏ mà nay 101 rồi đó. Mà cũng ngon nha, tại vì mà còn mai xanh bự mà trước tiên 104, 103. Mày trắng thì 60, 90. Mai nó cũng giật giá đối đi rồi. Lên giá hổm mai lớn có 100 ngàn à. Đúng rồi, mai lớn 100 ngàn. Còn mai nhỏ thì 60-70 ngàn à. Nay lên à. Ừ, cái còn mai này nó hồi nó giật cái giật lắm. Mở này ăn nó cũng béo lắm luôn. Con nhỏ ghẻ hơn hả chú? Ờ nhỏ ghẻ. Nhỏ vậy nè. Ờ nó ghẻ. Này quán xài. Có quán thường thường không phải nhỏ. Nhỏ nhỏ vậy là. Nhỏ. Cái này nhiêu tèo. Cái này dưới hết rồi không? Cái nào 18 hả? Cái này đâu hả? Cái này ở ngoài dưới vỏ. Nó dưới vỏ. Thấy rồi mà 100 mấy. Ờ. 130. Con này bự hơn nè, 100 mấy lần. Bự hơn chắc 100 dữ quá. 100 dữ. Có người xây á. Ờ, 100 mấy lần. Đó, nó tới 3 loại đó. 3 loại. Ờ. Hôm nay lưỡi ngon quá trời luôn, ngon không ai dặn cho người ta ơi. Lễ lớn này nhiêu vậy? 160. Nó chừng ngon chứ gì. Thử bằng bàn tay. Sao anh? Nó nhiêu? 50. Nay có phèn ngon có nhiêu đó. Cá bự bự không à? Trứng không luôn. Trứng không bụng mỏng mà để đó. Bụng nó mỏng không? Có bớt con. Em bớt con. Con có bớt con.
có lấy đi 120 á, con bán cái lừa. Mà con bán hết nha, con không có tốn đâu. Có phèn có ra nó ngon, có lỡ là 70 nè anh. Bữa con hút được không có ngon. Hàng lớn không à? Con này mắc hơn kia không? Nó cũng vậy à, điều nó cóc thì nó giòn lên. Da cóc hả? Giòn lắm luôn hả? Nó giòn dứt luôn á. Ở cái hàng này ít có hả? Có thường. Có thường hả? Da nó, da cóc thì nó giòn. Da nó sần sần không? Nó giòn. Alo. Alo. Nhất luôn mà. Sao? Da nó sần sần. Nhìn cái da nó xấu mà nó giòn không? Này của hàng Đà Nẵng luôn hả? Này trăm mấy? 107 à. 107 kia. Da ngộ trời. Bên này khác là xanh, xanh láng nè. Cục này đẹp quá trời luôn mày. Hai con nó vô. Cát rồi xanh với con cóc rồi cát rồi. Cái này nó ngon hơn cũng đó rồi. Hàng này chắc lâu lâu vô chứ không thường đâu. Cả này nó vô mùa đó. Vô mùa có thường hả? Đâu ta? Đó là con cóc đi. Nè. Cóc không? Đã ha. Hôm đó anh này mua mới gặp con này chứ. Đây, Hào Đại Dương cô chú anh chị. Hào Đại Dương này 45.000, tại chợ là 45.000. 4 con ký, 4 5 con. Hàng này về ăn sống tạt. Không thì hấp dừa chín thôi, hấp quá nó ra nước hết rồi. Giờ không quay ốc bu rồi bán hết trơn mà bu này nhiêu mà em? 90.000. Bu Đồng Tháp luôn á hả? Bu cam chia rẻ hơn hả? Bu cam là về chưa có về. Chưa về luôn, chưa có ốc luôn hả? Nhỏ nhỏ dân dân này làm bao nhiêu? 70. Hàng này chắc 30-35 con hả? Móng tay bự này nhiều tí. Hả? 35.000. Móng tay rẻ quá cô chú anh chị ơi, rẻ à. Bự quá luôn nè, có 35.000 à. Mấy năm trước ăn con này nhiều lắm nè, bây giờ ít có người ăn ta. Mấy năm trước ta mua lần mười mấy 20 kg không á, người 3-4 kg, 4-5 kg, 3-4 kg, 4-5 kg hoài luôn. Con này về mặn hơi cực nhưng mà ăn ngon, về của chú anh chị xào sả ớt á, mặn á, ngon lắm luôn. Thịt nó ngọt hơn thịt gà nữa. Okay, không có quay lên thì ta nó mất không quay gì này. Mắt qua vai ăn. Tối không có tầm bự. Tầm 10 con sen gà nhiêu anh? Mắt không ăn đó. Bữa 4 chồng bữa 4 chồng này. Ghê vậy? 12. 12. Nằm giá 300 mấy. Nói chừng 200 mấy. Rồi nghe bữa. Cơm gà quá cho mắt không ăn nổi đâu mà. Đó, anh kia anh dặn 6 kg mà nó tôm gà nó không có. Đúng đồ đá không dám nhận luôn. Cái tôm càng xào nhỏ nhỏ không à. Xào nhỏ nhỏ đó nhiêu rồi. Cũng 200 mấy rồi hả? 12 con. 12 con rồi. 200. Có bữa 200 mấy. Tép này gà nhiêu chị? 106. Nó chưa có vô mùa nó còn giá hơi cao ha. Vài bữa nữa đi, vài bữa tháng 5, tháng 6, tháng 7. Con nãy giờ sớm giờ lụm lương cho bả không, không có làm được quần về hết. Tép nhỏ nhỏ này gà nhiêu? 100.000. Rẻ vậy.
sống nhăn luôn, sống đều luôn á. Mày chắc 80-90 con nhiều quá, bảy mấy 80. 100 ngàn rồi chứ gì, cái sống sống 100%. Đỏ như con tôm đất luôn á. Thường có bán tôm bự không? Có 150-30 con, 28-30 con. Con gà ghẻ thẻ, gà ghẻ quá ha. 50 con, 120. Quay cho nó đủ luôn. Đủ xài luôn. 50. Gà nhiều tôm, tôm ghẻ, tôm thẻ, gà ghẻ. Cá rô hồng, gà mắt cho chú anh chị à. Gà tới 60 ngàn rồi phải không? Cá ký 60 ngàn. Lên ghê ha. Cá này thì ghẻ, cá này có 50 mấy ngàn à. Cá ba sa có 50 mấy ngàn à, 55 ngàn gì đó. Có cá rô hồng gà lên lên đâu cỡ 10 mấy ngàn hả? 10 mấy ngàn ký á. Hồng lên quá trời lên mà. Chả nàng hai thì nó vẫn vậy thôi, nó chỉ có 200 ngàn thôi. Là mấy em 8 ký rồi phải không? Chả này thì 85 ngàn. Nhìn này chỉ mua sọ mà đâu có sọ nào mua. Trời không có cá thu nhiều, không có sọ. Sọ mua khúc này. Đúng rồi, cái đó là cái sọ. Chứ không ăn thịt cũng mua sọ mà. Nhiều cắt đi, cắt đi. Cắt đi, khỏi thử. Đậu thu ở đây 90 ngàn. Gà cá thu qua câu không có luôn rồi. Không có một con luôn đó, đậu đế thiệt luôn. Gần đó. Gần tháng rồi hả? Ừ. Hả? 4 ký đúng luôn kìa. Biết luôn đó, 30 nè. Lấy tiền cho chú ngon, 4 ký. 4 ký với 3 ký đó mày. Nước mà mua về ăn thử con rột cốc này nó ngon cả nào. Ông chủ luôn quá, quảng cáo quá. Quảng cáo quá trời ông chủ này. Quảng cáo mà mốt người ta mua không có, tới số à. Ngon quá, mốt kiếm một có nè. Thôi được rồi, có chồng à. Ngon lắm luôn rồi chú chị ơi. Mà biết mai mốt khó mua không nè. Cứng ngắt là lại da. Ngon quá. Thấy lạ lạ, không dài mua, thấy tụt kia da láng không mà. Thằng này hàng nhỏ. Rồi hôm nay tao quay đến đây là kết thúc clip của chú anh chị ơi. Chú anh chị có ăn gì thì nhắn tin sớm sớm giùm tao ha.